á, mình để là tập hay, chứ mình đừng có ghi là tập dở. Là ghi xong mà cái bỏ ra không có coi. Dạ, chú qua hiện này cho một tràng pháo tay, có gì nhất của con mình quay. Cảm ơn chú. Chú Boy là chú phải học thuộc luôn đó nghe, lát nữa chú viết lại á. Như vậy thì quý Phật tử suy nghĩ coi là bây giờ trong cái lộ trình mà Đức Phật bảo là tất cả chúng sinh, hay là Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, gọi hết luôn chú. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Như vậy thì Phật tánh là cái gì? Là cái niềm vui không thể nói ở trong ta. Vậy thì trong nhà thiền ta gọi là đi tìm dấu chân trâu. Như bây giờ cái bức tranh chân trâu muốn nói tới điều gì? Bức tranh chân trâu muốn nói tới điều gì? Đó, thì ta tìm cái dấu chân, bức tranh chân trâu. Vậy thì trong cái bức tranh này nè, cái bức thứ nhất á, là đi tìm, mà có thấy cái gì không? Đi tìm có thấy gì không? Bức tranh thứ nhất có thấy gì không quý vị? Từ nào thì có thấy rồi. Bức tranh chân trâu là một màu đen, cho nên mình mới vô chùa mình tu, mình khoan dội thấy cái gì đó. Từ từ bức tranh thứ hai thấy dấu không? Thấy dấu chân trâu. Rồi bắt đầu cái bước tranh thứ nhất là đi vạch tiền, nó đen thui không thấy gì hết, không thấy dấu vết gì hết á. Vạch tiền, đây là cái giai đoạn mình đọc nè, mình nghe nè, mình học nè, đó, mình phát bồ đề tâm, mình đi tìm. Tất cả kinh điển của Phật có dấu chân trâu đó. Đọc hết đi, học hết bộ này tới bộ nọ bộ kia, tìm vạch tìm ra trong cái giáo pháp của Như Lai đó, ở trong đó nó có dấu chân trâu, ở trong đó nó có dấu hiệu để thấy được Phật tánh của mình ở trong đó. Mà mình không vạch, mình tìm trong tam tạng kinh điển thì xin thưa, không bao giờ mình thấy Phật tánh mình nó nằm ở đâu. Phật tánh mình nó nằm sâu lắm luôn. Bắt đầu từ từ mình mới thấy được cái dấu, có nghĩa là giờ này con mới hiểu được một chút xíu. Chữ trâu mà để chữ trâm thiệt tình, không lẽ không biết tiếng Anh quên luôn tiếng Việt. Thấy cái dấu chân trâu. Như vậy dấu chân trâu là cái gì? Tại sao mà trong nhà Phật là mượn cái hình ảnh con trâu để mà đi tìm? Vậy thì có phải là quý vị qua bên này ai cũng tuổi sửu hết đó? Qua đây là ai cũng cài hết. Ở đây ai cũng cài. Cuộc đời mà sanh ra đó thì ai cũng cực khổ. Nghe cái chuyện đâu đó có nghĩa là đạo Phật có phải là lấy khổ hạnh làm cái chỗ là cực khổ như con trâu? Đức Phật có phải là bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan lầu cao cửa rộng để Đức Phật trở về với cái khổ hạnh còn da bọc xương, da cộng với xương? Hôm nọ thầy có gặp một cái chú Phật tử, chú hỏi thầy một câu đố, chú nói trong cái buổi pháp thoại giống như này, cầm micro lên cho thưa thầy, ở Việt Nam ông vua nào ốm nhất? Tôi có sanh ra có còn ông vua nào tôi biết không? Ông nói chứ thầy học thầy biết không? Không đó không biết rồi đó. Ông nói đẹp cho một tràng pháo tay. Ông vua ốm nhất là ông vua Gia Long, còn cái da với cái lông cũng thấy. Ông vua Gia Long thì còn da với lông. Nhưng cũng ngồi suy nghĩ dữ. Còn có một cái nữa, đâu nghe nói cái này cảnh chứ ta. Ông suy nghĩ những cái mà mình suy nghĩ không ra. Nó nói thôi thầy, chứ còn ở Việt Nam cái đôi vợ chồng nào ly dị đầu tiên nó nói tập. Tôi biết tại sao tôi biết được vợ chồng nào ly dị đầu tiên. Tôi nói sao vậy chứ thầy học tới tiến sĩ không biết ly dị đầu tiên là ai hả? Dạ ai ở trong đây trả lời giùm thầy.
Đầu tiên là tiền đâu, hay quá, cho một tràng pháo tay chúc mừng cô. Sai rồi. Cái cặp tình nhân hạnh phúc nhất mà ly dị đầu tiên đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ. 50 đi lên rừng, dẫn theo 50 đứa ly dị. Ông kia đi xuống biển, dẫn 50 đứa. Vậy mà cũng không biết nó con cháu của con cháu của ông trời là con duyên dần nước. Cho nên có nhiều đứa nó ly dị, nó nói hồi xưa tổ tiên mình muốn ly dị, giờ bắt con ở tới đợi tới già sao con chịu nổi cha nội này. Hồi đó con 100 đứa lo không nổi, 50 đứa lên rừng, 50 đứa xuống biển. Là thầy nói vậy đồng không con? Đồng ý không con? Mấy đứa này nó hay kìa, tổ tiên mình mà dám nói vậy. Mà giờ này nè, cái chỗ nào cũng có một cái logo là rồng với phụng, là con cháu rồng tiên. Nhưng mà nó nói vậy nó bậy quá. Cái đó là chia nhau đi làm ăn đó con. Chia nhau đi làm ăn. Anh ơi, cái nhân cái câu đó nó hỏi vậy chứ, trong cái gia đình nào lộn xộn nhất? Chưa nói không? Mà tôi biết được gì thang gia đình nào lộn xộn. Nó cũng lại nói gia đình Lạc Long Quân Âu Cơ nữa. Nó nói sơn tinh, quýnh với chỉ tinh. À, quý vị buồn ngủ tôi nói chút cho nghe hết không? Rồi. Tại vì 50 đi xuống biển, 50 lên rừng, sau đó thành thần quanh nhau. Bây giờ mình đi tìm, mình đi tìm cái dấu chân trâu. Vậy thì dấu chân trâu là dấu chân nào? Dấu chân của cái chân này là chân lý này. Vậy thì cái con trâu mà để nói là cái sự sống. Ai cũng phải sống. Ngày xưa đó là chúng ta sống dính liền, con người với con trâu là bạn. Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Vậy thì hỏi con trâu nó cày hay là con người có sự sống này? Muốn có sự sống này thì phải làm. Tại vì quý Phật tử đi làm thì người tu, cái việc làm của người tu là khổ hạnh, chịu cực, chịu khổ, giải nắng, dầm xương, đầu trời, chân đất. Như vậy thì cái sự sống của con trâu là cài sâu cuốc bẩm. Vậy là sự sống của con người làm cái gì? Rồi tất cả chúng ta phân công lao động, chúng ta làm cái gì? Do vậy hồi sáng thì phân công lao động, Phật tử thì công quả, còn quý thầy, quý cô là phải hoằng pháp. Bởi vì Đức Phật giao cái nhiệm vụ đó rồi. Người xuất gia là hoằng pháp vi gia vũ. Hoằng pháp là nhiệm vụ của người xuất gia. Là hoằng pháp nghĩa là làm cho chánh pháp được trường tồn, được trường tồn. Còn người Phật tử tại gia là hộ trì chánh pháp, là Phật pháp siêu minh, là do tăng già hoằng hóa. Mà thiền môn hưng thịnh thì nhờ đàn việc phát tâm. Như vậy người xuất gia là người hoằng pháp, người tại gia là người hộ pháp. Mà người hộ pháp có nghĩa là Phật tử về công quả. Cái chùa dơ, quý vị không được quyền nói với sư. Chùa dơ là phải cách Phật tử tu viện quyền quán. Phật tử tu viện quyền quán để cho cái tu viện nó dơ là do lỗi quý vị. Quý cô cũng có nhiệm vụ là phải lau chùa dọn dẹp. Phật tử về cái đó có phước thôi. Còn quý cô là phải có trí và công đức. Quý vị về cũng quý vị để cái bộ đòn đó, làm ơn con thỉnh sư ngồi trên bộ đòn dùng con cái. Chỗ đó là chỗ quý sư ngồi, quý sư để cho con mọi việc từ trong ra ngoài, quý sư để con lo. Quay qua quay lại cũng còn có cái nồi nữa. Nó nói không, nó ở chùa con rửa sợ tốn nước chùa, con đem về nhà rửa luôn cho bữa sau tính đem lên nấu, ai về cũng mắc bật mộng đi đám cưới sư nhịn đói bữa nha. Vậy này chắc chết. Cái thời Đức Phật như vậy nó hợp lý, nhưng bây giờ như vậy nó không. Cho nên giờ quý sư cực lắm. Nhưng mà cái người hoằng pháp với người hộ pháp có phải là phân công lao động không quý vị? Đấy là lao động hả? Phân công lao động, người làm việc này người làm việc kia. Cho nên Phật tử sản xuất, Phật tử tăng gia sản xuất, thì Phật tử tạo nên giá trị vật chất. Quý thầy quý cô thì nghiên cứu kinh điển, đọc tụng kinh điển để tạo ra giá trị tâm linh. Như vậy thì Phật tử thì sản xuất ra vật chất, còn người xuất gia sản xuất ra đời sống tâm linh. Nghe này nè,
đời sống vật chất với đời sống tâm linh nó tạo nên một thế giới hài hòa, được không quý vị? Đồng ý không? Cho nên nhiệm vụ của thầy, thầy làm đúng nhiệm vụ, thầy làm đúng nhiệm vụ, có nghĩa là hoằng pháp là nhiệm vụ của người xuất gia, cho nên thầy chỉ tối ngày chỉ lo hoằng pháp thôi. Ở chùa thầy cũng lo hoằng pháp thôi, ở chùa không một ngày nào thầy không giảng, không giảng sáng cũng giảng trưa, giảng trưa cũng giảng chiều, có khi sáng cũng giảng, trưa cũng giảng, chiều cũng giảng. Ôi sao thầy rảnh chưa? Thầy cái chuyện này con cái việc làm của thầy là vậy mà vì không rảnh, không lẽ làm gì giờ? Nên đây gọi là nghề của chàng. Cái nghề của mình phải gọi là sanh nghề tử nghiệp. Như vậy thầy sống với cái nghề hoằng pháp, thầy sanh ra và chọn cái nghề hoằng pháp làm nghề của mình, mai mốt chết đi xuống địa ngục dạy như nữa. Ở đây không lo học, đi mai mốt xuống dưới tù quần nữa nè. Quý vị coi là ở trong một cái đĩa nào á, có hòa thượng Giác Hạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hòa thượng nói có một cái vong linh nó về, nó quy y với hòa thượng, nhưng mà nó nói là ở dưới á, nó không có phải là Phật tử cho nên nó không đi học được. Hòa thượng cố Hòa thượng Thiện Hoa đó là người viết ra cái bộ Phật học phổ thông á, và thượng đang mở lớp dạy dưới thì nó uống sâu rồi không lên trở để ở dưới. Nhiều lúc cũng không xì gì vậy, em mốt một xuống dưới mở lớp nữa hả? Nên thôi giờ lên để mở đi chứ, dưới mở con bộ cũng đi đi học rồi. Nhưng mà lại nhớ lúc đó Đức Phật còn tại thế, Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên đi lên cõi trời giảng đến. Ngài Mục Kiền lên 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 cõi trời giảng, chư thiên thấy ngài xấu quá cũng bỏ về cho. Giống như hồi nãy mà cỡ như quý vị bỏ về hết các thầy, thầy cũng buồn lắm. Ngày một Kiền Liên khởi cái tâm buồn, một cái cõi trời của người ta nó cháy. Một vị A-la-hán khởi cái tâm buồn, một cái cõi trời nó cháy. Cho nên chư thiên xuống thỉnh với Đức Phật, mà muốn Đức Phật có sai người lên cõi trời giảng. Đức Thế Tôn sai ngài Phú Long Na hay ngài Xá Lợi Phất gì, Đức Thế Tôn đừng sai ngài một Kiền Liên nữa. Rồi cái thời đó mà chư thiên còn xuống lựa người nữa đấy. Vì thế không? Thầy nói thôi, con đăng ký của lính. Nếu trong kinh Pháp Hoa chúng ta nghe là mười phương chư Phật á, mấy sai thị giả đến thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật trong mười phương. Sai thị giả đến thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì khi thị giả qua thăm thì Đức Thế Tôn trong mười phương này nhắc với thị giả nè, ông qua cái cõi đó chớ có chê Phật và Bồ Tát ở cõi đó xấu kém. Cái cõi này nè, Đức Thế Tôn của ta là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà cái thị giả ở cảnh giới bên kia qua đây thăm thì Phật ở bên đây vừa nhỏ vừa xấu. Này là Đức mười phương chư Phật phải nhắc nhở ông đừng có khởi tâm đó, nó tổn phước nghe ông. Cái này, cái phẩm này nó ở phẩm nào trong kinh Pháp Hoa, quý vị có biết không? Này, cái phẩm Diệu Vương cái phẩm Diệu Anh Bồ Tát, cái phẩm Diệu Anh rồi mới tới cái phẩm Phổ Môn. Thì mười phương chư Phật sai thị giả qua thăm Đức Thế Tôn, nhưng mà nhắc rằng cái tướng của ông nó tốt như vậy, hôm qua ông thăm ông chớ có khinh cái cõi ta là Phật và Bồ Tát ở cõi đó xấu kém. Như vậy thì chúng ta đừng có chơi bay, mà chúng ta hiểu là cái cõi này nó tương ưng, như hồi sáng thì nói là nó phù hợp đó. Không lẽ Đức Phật sanh ra trong cái cõi này mà nó không phù hợp thì làm sao? Cho nên là chúng ta làm cái gì đó chúng ta phải suy nghĩ thế này, nồi nào úp dung nấy. Hồi xưa mình nghe câu đó là đúng không? Ông bà mình nói nồi nào vung nấy, hay là rau nào sâu nấy, thầy nào trò nấy, thầy pháp nào âm binh nấy. Rau nào sâu nấy, hỏi bây giờ rau nào sâu nấy, thì bây giờ cái con sâu này nè nó ăn cái rau này, mà bây giờ mình bắt con sâu này mình bỏ vô cái cây khác thì sao nó ăn được? Hồi đó thì có giảng cái chủ đề đôi dép của mình, thầy có giảng cái chủ đề đôi dép của cái nhà thơ Nguyễn Trung Kiên ha, hay là Phạm Trung Kiên ha, cái bài thơ đôi dép. Ngày xưa thầy phân tích cái bài thơ này, thầy mới nói về thân và tâm chứ không mắc mớ, thầy nói cái chuyện đôi dép đó.
Đôi dép kia gặp nhau từ bao giờ? Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước. Thấy không? Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước. Vậy thì thân và tâm chúng ta có rời nhau cho đến một lúc à. Nếu mà cái đôi dép kia mà cho đến một lúc một chiếc dép nó mất, mọi sự thay thế đều trở nên khập khiễng, thì có phải là giờ này mình bị đứt cái giò thay cái giò giả vô khập khiễng không? Phải không? Mình gắn cái giả vô nó khập khiễng chứ. Cho nên mình nói thân và tâm. Như vậy thì khi thân mà nó kế hợp với tâm thì cái này nó, cái tâm này nó tương ưng với cái thân, là bởi vì sao? Cái y báo của nó. Vậy thì từ tâm sanh tướng, tướng do tâm sanh, cho nên cái tâm này nó sanh ra cái thân này, là cái thân này là y báo của cái tâm. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Rồi bây giờ cái người vợ đó có phải là y báo của ông chồng đó không? Cái người vợ là y báo của ông chồng. Có nghĩa là cái người nam này nè, cái người nam này mà đi đi cưới cái người nữ đó, đó thì cái người nữ này nè là y báo của ông chồng, mà cái người nam này nè là y báo của người nữ. Hai người này là y báo của nhau. Như vậy thì cái người nữ này mà chê người nam, có phải là mình chê y báo của chính mình không? Mình chê y báo của mình. Như vậy thì bây giờ mình ước mong có một cái y báo đẹp hơn, thì mình nghĩ coi mình có được không? Hay là mình hối tới đây xong rồi mình đau khổ? Nhờ thằng cha này nó tệ, mà nó là chồng của mình, cho nên người ta nói chồng, chồng mày cái rước. Nó dạ cảm ơn. Mình là vợ, mình nói cảm ơn. Do cái phước báo của tôi nó ít, cho nên là tôi mới lấy cái âm đó. Còn chị, cái phước báo chị nó nhiều, cho nên chồng chị nó tuyệt vời. Em chúc chị hạnh phúc. Cái tự nhiên bà xấu hổ. Hiểu không quý vị? Người ta chơi mình cảm ơn người ta, người ta cảm ơn ta, mà mình cam chịu cái tự nhiên mình cảm thấy chồng mình bị người ta chơi là mình hạnh phúc, vì chồng mình ta chơi không đứa nào rớt, nó còn nguyên, cho nên nó chơi chừng nào mừng chừng đấy. Mình chấp nhận như vậy mình cảm thấy hạnh phúc. À, như vậy thì cái người nam với người nữ này là y báo cho nhau. Vậy thì họ hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng là do y báo của họ, đúng không? Họ hạnh phúc 1% hay họ hạnh phúc 100% là do y báo của họ đời trước và đời này, đúng không? Họ tạo mới có chứ họ tạo. Giả sử như bây giờ thầy đi tu, giống như câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài tu 10 kiếp rồi, ngài Ngộ Đạt, ngài tu 10 kiếp rồi, mà cái câu chuyện ở trong cái kinh Sám Hối Từ Bi Thị Sám đó. Từ Bi Thị Sám thì Quốc Sư Ngộ Đạt, ngài đã tu 10 kiếp rồi mà ngài vẫn còn một cái oan hồn nó đi theo. Ghê chưa? 10 kiếp tu tinh tấn luôn á, 10 kiếp tinh tấn luôn á. Cái oan hồn này nó không trả thù được, cái gì ghê chưa? Nên bây giờ quý vị lo tu đi, chỉ cần hở ra một chút là nó vô nó vớt liền. Có người thì bệnh tim, có người bệnh bao tử, có người bệnh ruột già ruột non, có người thì ung bú, có người thì cancer chỗ này chỗ kia tùm lum, là do nghiệp của chúng ta nó đi đó. Nếu nghiệp chúng ta mà nó vô cái răng thì thế là đây là nghiệp cái răng. Thấy không? Ngày xưa chắc là mình cũng là một con sâu bọ nào đó, giờ này mình bị cái nghiệp sâu bọ nó vô răng mình nó phá. Còn bây giờ có người thì bệnh về não, có người thì bị tai, có người thì bị mắt, có người bị này bị kia, vân vân. Có nghĩa là bệnh nó sai khác nhau. Thì cái bệnh của ngài Ngộ Đạt á là cái đầu gối. Ngài chỉ có cái đầu gối thôi. Vì sao vậy? Ngài ngồi thiền. Khi ngài giảng, ngài ngồi thiền thì cái đầu gối ngài nó tê. Mà đầu gối nó vừa tê mà ngài khởi ra một tâm niệm vọng thôi, nó vừa vọng một cái thì cái vân đó nó tìm chỗ nó vào, nó tìm ngay cái đầu gối nó vô, và bắt đầu cái đầu gối sưng lên, sưng lên bắt đầu lở lét ra, cái là phải lấy thịt với rượu đắp vô thì nó nín, nó bớt đau. Cứ đổ rượu đắp thịt lên thì nó bớt đau, mà không có rượu thịt thì nó đau. Ông chịu không nổi và ông cũng không thể nào mà đi mua rượu với thịt cho cái mục ghẻ đó nó ăn được. Bắt đầu ông mới nhớ lại câu chuyện là hầu nhỏ đó, lúc còn chú tiểu đó,
đó, cái tuổi nhỏ này rồi tuyệt vời quý vị nhé, người ta, ta có căn tánh từ nhỏ đi tu còn là chú tiểu thôi mà cái tâm lớn lắm, chứ không phải mình đợi cho mình già nó có tâm lớn đâu, còn là chú tiểu. Nhưng mà trong chùa không ai có cái tâm từ bi hết á, thì cái chú tiểu ngộ đạt này nè rất là từ bi, xin hòa thượng cho con nuôi một cái vị tăng mà vị tăng bị cùi, tên là Ca Nặc Ca, tên là Ca Nặc Ca. Cái vị tăng bị cùi này nè chính là Bồ Tát Ca Nặc Ca. Thì cái vị Bồ Tát này nè hiện thân ra bị cùi để cho cái vị Bồ chú tiểu ngộ đạt này nè tạo cái phước, vì thế cho đến lúc cái vị Bồ Tát này nói với chú tiểu ngộ đạt này nè, thôi đến đây ta đã đủ duyên rồi, ở ta về nước Cửu Lũng à, khi nào ông có đủ sự gì ông lên núi Cửu Lũng tìm ta. Lúc này vì cái nghiệp nó đến rồi, ông không còn đi giảng dạy gì được, ông mới nhớ cái lời của ngài Bồ Tát Ca Nặc Ca. Ông tìm đi lên núi Cửu Lũng, tìm đi lên núi Cửu Lũng. Thì đi lên tới trên núi Cửu Lũng rồi đó, thì ông thấy cái chùa và mừng hết lớn luôn, gặp ngài Ca Nặc Ca. Ngài Ca Nặc Ca cũng thị hiện là một cái người rất là bình thường luôn, tiếp đãi ngộ đạt và cho ăn uống đồ và hỏi. Thì ông mới nói là cái đầu gối con bây giờ nó đau thì con không nổi, con lên con tìm ngài để tìm cách giúp con. Bồ Tát rất là nở nụ cười rất là nhẹ nhàng và nói rằng cái này dễ thôi, ông ra phát miếng nước về suối kìa, ông rửa cái nó hết. Trời trời trời, bao nhiêu năm trời những cái vị mà lương y lỗi lạc cả một nước thì còn không hết, giờ phát nước ta rửa cái nó hết. Cho nên ở chùa đó mà quý Phật tử với quý sư cô mà thì chú dược sư mai mốt Phật tử ta có bệnh người ta về, ta bệnh ghê gớm lắm ta về, cái nó đâu có gì đâu, lại lấy miếng nước kia rửa cái nó hết. Vậy mà ai rửa tay chứ không? Mà chỉ nước gì? Nước nó trong đường hoa. Con làm thầy hết hồn không? Trong đó nó thú dữ lắm. Nếu trong đường hoa như vậy thì, nhưng mà ngày cái là ca nói đừng có vội, đừng có lo, còn cứ lấy nước đó còn phát lên rửa. Thì sau khi ăn uống xong rồi ngày đâu có dám ngủ đâu, ngày ca là ca cứ giữ lại thôi, uống trà ăn cơm với ta đi, từ từ ra rửa cái đó. Nhưng mà ngày nặc một nặc hai giờ con nghe nói vậy con mừng quá, giờ ra rửa liền cho nó mau hết chứ tao lắm mà chịu không nổi. Một vị quốc sư với cái sức tu tập 10 kiếp tinh tấn thì quý vị nghĩ cái đời này ngày tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Thông minh tài trí ấy, thế mà cái nghiệp nó đến rồi thì trở thành một cái người chịu đựng không nổi. Chứ tôi mà tôi biết đây là Bồ Tát thì tôi cứ ngồi tới sáng tôi mới đi rửa. Đâu có gì đâu mình gặp lại đâu. Ấy thế mà ngài nghe mừng quá, chạy ra phát nước rửa một cái, chết. Chết liền. Đau quá. Cho nên mỗi lần mà mình nghe ai đó nói mà xây dựng sửa cho mình một cái gì đó như tát nước vào mặt, tức dữ lắm, nhưng mà nhớ lại câu chuyện này để cho nó thấm vô nó hết. Bắt đầu ông rửa xong cái nó, ông chết giấc vô cái trong giấc mơ của ông. Ông lại gặp lại oan gia trái chủ 10 kiếp trước. Trong giấc mơ ông gặp lại oan gia trái chủ 10 kiếp trước. Cho nên á, mình bệnh mà mình nằm chi bao là coi chừng oan gia trái chủ nó báo cho mình biết cái bệnh đó là do oan gia nào. Hiểu không? Suy từ câu chuyện này mà thấy những giấc mơ của mình là khó đó. Ông tát nước, ông rửa một cái giấc mơ ông trả lời. Đời trước ta là một đại tướng, ông là một đại tướng, ông đâu có chiến thắng ta đâu. Mà tại vì phía sau lưng chúng ta đó, nó đang hại ta cho nên ta đầu hàng. Theo quy luật đầu hàng đâu có được giết. Vậy mà ông được nhận lệnh ở bên kia, nó kết nối với nhau, nó giết tướng. Cho nên là Triệu Thố là một vị tướng tài. Ông chết rồi 10 kiếp oan gia. Nói tới cái oan hồn này mình mới nhớ tới là ở trong chùa mình có thờ ông Quan Thánh, đó là ở ngoài đời ta gọi là Quan Công, là thần.
ở trong chùa Quan Thánh là hộ pháp. Lẽ ra trong cái bài cúng dường nó có cái bài là cúng là già lam thánh chúng Bồ Tát, nhưng mà thầy không thấy ở đây ghi cái câu già lam thánh chúng Bồ Tát, nhiều không có. Bài cúng dường của mình không có, ở Việt Nam có. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát, Nam mô già lam thánh chúng Bồ Tát, Nam mô giám trai sứ giả Bồ Tát, Nam mô thập điện minh vương Bồ Tát, Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Nhưng mà qua bên đây soạn sao thầy cúng như vậy, chứ thầy đọc quý vị không biết đọc đấy, có bị lỡ kiến đồ ngang. Cho nên là khi mà ông cái quan hồn của ông Quan Công á, cái xác khí của ông đi trong hư không, mình không có tu tập, mình không có đắc đạo, mình không thấy. Có một vị thiền sư đắc đạo, ngày nay nghe cái xác khí trong hư không nó bay, mà không bay là bay cái quan hồn là cái thân không có đầu. Hòa thượng lấy cái tích trượng chống xuống một cái, hỏi đi đâu, nói con đi tìm đầu. Ông chém bao nhiêu người rồi mà bây giờ cái đầu ông mất đi kiếm. Vậy thì trong cái hư không này á, mà tất cả những người bị ông chém họ đi tìm đầu thì ai là người chịu trách nhiệm? Cái xác khí của ông nó đằng đằng nó đi trong hư không. Và thượng giảng cho ông nghe cái quan gia trái chủ nhiều đời theo quy luật, thì bắt đầu lúc đó ông phát tâm quy y Tam Bảo, ông mới trở thành là già lam thánh chúng. Cho nên bây giờ mình vô chùa mình gọi ông là Quan Thánh Đế Quân, còn ở bên ngoài mình gọi ông là Quan Công. Chứ ở ngoài không còn Quan Thánh, vô chùa mới được gọi Quan Thánh. Như vậy thì cái câu chuyện này muốn nói gì? Quý vị á, có những cái lúc mà quý vị phát cái tâm lành đó, quý vị đừng có suy nghĩ cái tâm Bồ Đề là tâm tốt, cứ như thế mà lo làm đi. Có khi mình gặp Phật Bồ Tát mình không hay đâu, có Phật Bồ Tát quanh mình luôn. Nè, Ngài Ca Nạp Ca là một vị tỳ kheo cùi, mà mình đem cái tâm mình khinh thì bắt đầu mình đâu có nhân duyên này. Một chú tiểu mà rất là quý, quý cái vị Bồ Tát Ca Nạp Ca. Đấy. Rồi thôi thì bôi nhé, hết bản làm cái khác. Để cho chú vui vui. Chắc là thầy phải niệm cái câu Nam Mô Thượng Bối Bản Bồ Tát. Nó có rất là nhiều danh hiệu Bồ Tát. Vấn đề quan trọng là quý vị niệm cái gì đó. Rồi quý vị cùng niệm với thầy: Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam Mô Không Kiếm Chuyện Bồ Tát, Nam Mô Bớt Gây Lộn Bồ Tát. Nghĩa là quý vị cứ tinh tấn, không có kiếm chuyện với ai, không có gây lộn với ai, là quý vị cứ niệm Bồ Tát. Còn quý vị thấy cái người kế bên lỡ có ngủ gục thì quý vị niệm Nam Mô Thường Ngủ Gục Bồ Tát. Hay là coi chừng cái người ngủ gục đó là Bồ Tát. Người ta xuống, người ta ngồi kế mình, người ta thị hiện cái tướng ngủ gục coi mình làm sao, người ta thử cái tâm mình thôi. Cho nên mình đi tu chung với người ta, mình đừng có thấy người ta vậy rồi mình sanh cái tâm xấu. Đừng sanh cái tâm người ta như thế nào không biết của ta. Mình thấy người ta mình thương thôi, người ta tệ hơn mình thương thôi. Ủa bữa nay buổi chiều là phát đàn chứ đâu phải bắt thầy giảng nữa. Nãy giờ không nghe ai hỏi gì hết, chắc bắt giảng luôn hay sao? Bắt giảng luôn chứ không hỏi. Không hỏi là lỗ vốn đó. Rồi thầy mời cô. Rồi cô thắc mắc câu hỏi thì đành thầy trả lời. A Di Đà Phật, bạch thầy, con đọc trong kinh thì con thấy Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, mà sao không thấy cái kinh nào nói về Đại Trí Văn Thù Sư Lợi? Quan Âm thì có Phổ Môn, có nhiều Phật Thiên Hoa, Ngài Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, Cao Kinh Địa Tạng, mà con bên ngoài con không thấy Văn Thù Sư Lợi có cái Pháp Môn nào để cho con. Càng bỏ tay chặn cho con thấy quá luôn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ngồi đây thì kinh đầu ra. Câu hỏi đó là câu hỏi trí tuệ mà ai hỏi thì người đó là Bồ Tát Văn Thù. Rồi, thầy nói về Văn Thù Sư Lợi. Rồi, bây giờ mình nghe chữ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, phải không? Cái vị Văn Thù này với là cái vị Phổ Hiền là mình có cúng theo nè. Mình cúng dường á. Cái bài cúng dường Nam Mô Thường Độ Thập Phương Phật, Nam Mô Thường Độ Phương Pháp, Nam Mô Thần Mông Tăng, Nam Mô Thư Cao Đi Mạng, Nam Mô Lợi Đức Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Đại Hạnh Phương Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quốc Thế Bồ Tát. Thì bây giờ là Văn Thù
Văn Thù Lập và Phổ Hiền được xem như là hai vị thượng thủ của thời Đức Phật Thích Ca. Đây là hai vị Bồ Tát thượng thủ. Nhưng mà Thanh Văn thượng thủ thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là Thanh Văn thượng thủ, là hai vị tay trái tay phải của Đức Phật. Nhưng mà Ngài Văn Thù với Ngài Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát được xem như là thượng thủ trong hàng Bồ Tát tại gia thời Đức Phật còn tại thế. Bây giờ mình hỏi coi Ngài Văn Thù Sư Lợi và Ngài Phổ Hiền là ai? Thì ở đây là Ngài Văn Thù là trí, Ngài Phổ Hiền là hạnh. Cái này là từ pháp mà sanh, đây là pháp tử của Như Lai. Chứ còn hỏi có người hay không, có lịch sử hay không thì gần như không có lịch sử, không có lịch sử là hay gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới Tây Phương và có Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, và bên đây là Quán Thế Âm, bên đây là Đại Thế Chí. Vậy thì Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thì chúng ta thấy là chỉ có Quán Âm là có nhắc đến trong Phẩm Phổ Môn, nhưng mà Đại Thế Chí thì lại không có kinh luôn, đúng không? Đại Hùng, Đại Lực, Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà trong cái lịch sử về Đức Phật A Di Đà thì nói rằng Đức Phật A Di Đà là vua vô tránh niệm. Vị vua này sau khi phát nguyện tu thì phát nguyện xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì khi Đức Phật A Di Đà vừa phát nguyện xong thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là con. Vậy thì Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Đại Thế Chí đều là con của Ngài, của Đức Vua Vô Tránh Niệm. Tất cả những vị này đều là con của vua vô tránh niệm. Nhưng mà nói như vậy để làm gì? Để nói rằng lịch sử những chư Phật và Bồ Tát có liên quan mật thiết với nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ta và Ngài A Nan, vậy là Phật Thích Ca Mâu Ni với Ngài A Nan là những người là tu nhiều đời nhiều kiếp không? Trong cái phẩm đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói từ cái thời không vương Như Lai thì ta và Ngài A Nan đã từng phát tâm tu tập. Ta thì siêng năng tinh tấn, còn Ngài A Nan thì siêng năng học rộng. Cho nên Ngài A Nan cho đến giờ này còn là thị giả của ta. Và Đức Thế Tôn, cái phẩm thọ ký, Đức Thế Tôn còn thọ ký cho Ngài A Nan vô lượng kiếp nữa làm thị giả cho chư Phật trong mười phương. Kiếp cuối cùng sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Không Vương Như Lai. Như vậy thì ở đây là chúng ta nói cái hạnh thôi, cái hạnh mà cái người tu á, phát nguyện như thế nào thôi, chứ không phải là ai cũng được nhắc đến. Thì bây giờ thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới do Đức Phật A Di Đà thành lập nên, cũng giống như cái chùa này là hòa thượng thành lập, nhưng mà giờ kế vị là Bồ Tát Quan Âm. Sau khi Quan Âm Bồ Tát phát nguyện rằng Đức Thế Tôn vào đại định niết bàn thì con sẽ thành Phật ở cảnh giới đó. Bồ Tát Quan Âm vừa phát nguyện xong thì Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu Quan Âm Bồ Tát nhập niết bàn thì cái thế giới Tây Phương sẽ hoặc Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ thành Phật để ở cảnh giới này quá độ chúng sinh. Vậy thì mặc định là bây giờ là Đức Phật A Di Đà hay là thời của Bồ Tát Quan Âm? Chúng ta thấy không? Này là do phát nguyện thôi. Và Tây Phương này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu hay là chúng ta biết tới? Vậy bổn sư ca giới thiệu. Nhưng chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm thì Đức Phật dùng phương tiện hay là Đức Phật nói cái đó là chân thật? Phương tiện. Vậy là phương tiện có nghĩa là chúng ta phải hiểu phương tiện và biết dùng phương tiện thì chúng ta mới có thể dùng tới cái phương tiện đó. Giả sử như giờ máy bay là một phương tiện, tất cả chúng ta ai biết lái máy bay? Giờ có to cũng lái được đúng không? Xe lửa là một phương tiện. Ở trong đây ai lái xe lửa? Có nghĩa là còn rất nhiều loại phương tiện mà ta không thể thực hành, đúng không? Như vậy thì phương tiện nào chúng ta có thể làm được và phương tiện nào chúng ta không thể làm được? Vậy thì cái cảnh giới Tây Phương mà Đức Phật nói là A là thế giới, Di Đà là tự tánh. Vậy thì cái này là hữu tình chúng A là vô tình chúng sinh, còn Di Đà là hữu tình chúng sinh. Vậy thì
Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Lúc này A Di Đà không phải là danh hiệu của một Đức Phật nữa, mà A Di Đà là một pháp môn tu. A Di Đà là tự tánh. A Di Đà là tự tánh. Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì cái A là thế giới. A là thế giới. Còn Di Đà đó, mà thế giới là gì? Là vô tình chúng sinh, đúng không? Thế giới là vô tình chúng sinh. Còn Di Đà là tự tánh. Di Đà là tự tánh, mà tự tánh là hữu tình chúng sinh. Như vậy Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có tự tánh, thì vô tình hay hữu tình đều có Phật tánh. Mà vô tình thì chúng ta gọi là pháp tánh vô sanh, còn hữu tình thì chúng ta gọi là Phật tánh vô sanh. Pháp tánh hay Phật tánh đều đạt được vô sanh, cho nên cái đó gọi là Phật tánh. Cái chữ vô sanh bạn gọi là Phật tánh. Vậy cảnh giới Cực Lạc có phải là cảnh giới vô sanh không? Không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Là nói không như vậy, nhưng mà thật sự có không không? Thật sự là vẫn sanh. Bởi vì mình vãng sanh gì đó. Vậy thì cái chúng sinh mà vãng sanh gì đó, thì cái cõi A đó là cõi vô sanh, nhưng mà chúng ta vẫn sanh vào được. Mà hỡi sanh vào được thì sanh ra được, nhưng mà lúc sanh ra thì gọi là sanh về Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà, phải không? Ta nguyện sanh Tây Phương rồi ta về đến đó rồi ta hồi nhập Ta Bà, có nghĩa là con quanh lại cõi Ta Bà nữa. Vậy thì có ra có vào không? Mà có ra có vào thì có gọi là vô sanh không? Vậy thì cái không phải là chúng ta chấp vào cái từ, mà vấn đề quan trọng là ta có hiểu được không? Tới đây hiểu không quý phật tử? Hiểu cái này chưa? Vấn đề là chúng ta hiểu, chứ không phải là vấn đề chúng ta cố chấp vào cái từ này. Cái Cực Lạc này nè, chúng ta hiểu được cái chữ Cực Lạc là có nghĩa là nó vui, mà nó vui ghê gớm, vui không thể nào nói nổi, vui cho đến cùng cực, có nghĩa là cái đỉnh cuối cùng của niềm vui gọi là cực khổ. Còn cái điểm cuối cùng như đây gọi là như đây gọi là Cực Lạc. Cuối cùng ở dưới là địa ngục gọi là Cực Khổ, cuối cùng ở trên gọi là Cực Lạc. Vậy thì cái cực khổ với cái cực lạc á, là nếu mà dễ vòng tròn thì có phải Phật nhân cái chỗ này? Cái cực khổ với cái cực lạc nó gặp nhau ngay cái lúc này, nghĩa là lúc này là cái đỉnh điểm của thiện, còn lúc này là đỉnh điểm của ác. Cực ác chính là cực lạc, cực lạc chính là cực khổ. Ai không cực khổ sẽ không bao giờ có cực lạc. Tới đây mình hiểu chưa? Vô minh tánh tức Phật tánh. Vô minh tánh tức Phật tánh. Cái con người đó nó vô minh cùng cực, giống như là ngài vô não. Ông đến cái đỉnh điểm của sự ác thì Đức Phật khai thị một cái ông chính là ác. Không phải dễ ác đâu. Cho nên là ngay cái chỗ này mà người nào mà hiểu vô minh tánh tức Phật tánh, ở trong đây là vô minh nè, nhưng mà ở đây là Phật tánh nè. Vô minh tánh tức Phật tánh, nghĩa là giác nhau cái điểm này. Cho nên mình dễ vòng tròn, mình sẽ thấy hai cực. Mình thả cái điểm này thì mình nói ở trên ở dưới, mình lấy cái này mình nói trở lại cảnh ra cái này. Tới đây có hiểu không ta? Còn không hiểu thôi chứ làm gì nhau. Thầy đâu làm gì quý vị được. Nhưng mà quý vị phải hiểu ngay chỗ đó. Có nghĩa là cái người tu là phải chịu cực chịu khổ dữ lắm rồi. Để chi vậy? Để nó không còn gì cực khổ nữa. Mà khi chúng ta chịu cực chịu khổ cho đến lúc không còn cái gì cực nữa thì chúng ta cực lạc. Còn cái gì làm cho mình khổ được nữa? Tôi khổ nhiều rồi, giờ không còn gì làm cho tôi khổ. Thì cái đó là cái mà chúng ta suy nghĩ cho nó ra. Nhưng mà chúng ta hiểu được lời Phật dạy kìa. Còn chúng ta không hiểu được thì bắt đầu chúng ta cứ như thế mà chúng ta nghĩ rằng là cái điều này nó như vậy, điều kia nó như vậy. Vậy là văn thù sư lợi là trí tuệ. Mà ai mà muốn sống một đời sống trí tuệ thì niệm văn thù sư lợi Bồ Tát. Nghĩa là văn thù là chúng ta thù thắng trong cái học và tư duy. Trong cái văn đó là văn tư tu nha. Chữ văn á là văn tư tu. Thì văn tư tu này gọi là tam học. Văn tư tu là tam học. Mà giới định tuệ là tam vô lậu học. Giới định tuệ là tam vô lậu học.
Cho nên là văn thù sư lợi có nghĩa là thù thắng trong cái việc trí tuệ. Học mà học cho đến lúc không còn gì để học. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm lại gì? Tầm thân cứu khổ. Tầm thân cứu khổ có nghĩa là nghe được âm thanh của chúng sinh. Cho nên ai mà cầu Quan Âm thì Quan Âm xuất hiện rồi. Vậy thì không phải chỉ có Quan Âm đâu, mà mình cầu một cái là văn thù có xuất hiện không? Có. Phổ Hiền có xuất hiện không? Có. Đại nguyện quý ngài hết mà. Cái chúng sinh cầu tới là quý ngài có nợ. Cái này nó đơn giản. Quý vị nghĩ các cái vong linh có mặt không? Có. Có. Thế vậy quý vị chỉ cần khởi một cái tâm thôi thì thế giới hương linh ta biết. Cho nên quý vị tin đó là quý vị tu đắc đạo. Chứ mình không cần phải nói là con phải lợi ngay trước tượng Phật, trước chánh điện con tu mới được. Dạ không. Bất cứ cái gốc nào mà quý vị thật sự tu, quý vị đều chứng đắc. Rồi. Hả? Còn hỏi gì nữa không? Rồi mời cô. Thưa thầy, con hỏi sao mà ở bên Ấn Độ ở đâu thì cũng thờ Phật Quan Âm đàn ông, mà sao còn ở Việt Nam thờ đàn bà không, là cái nghĩa sao thầy? Một tràng pháo tay tặng cho con. Câu hỏi là Ấn Độ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát là hình nam. Dạ. Quán Âm Ấn Độ là nam. Mà Quán Âm ở Việt Nam là nữ. Thì tại vì Việt Nam là có chữ nam nữ. Cái đó là phải thờ nữ. Câu hỏi thì câu này khó chứ. Nhưng mà mình hiểu là Quán Thế Âm Bồ Tát thì đâu có gọi là nam hay nữ. Đã một khi là chứng được đã là Bồ Tát thì đâu có thân nam hay thân nữ. Ai cầu thân Phật thì Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Ai cầu tỳ kheo ni Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện tỳ kheo ni vì đó mà thuyết pháp. Ai cầu đồng nam đồng nữ, Quan Âm Bồ Tát hiện ra đồng nam đồng nữ, thì cớ gì bên kia hiện thân nam, bên ai hiện thân nữ mà cô thắc mắc là cái gì? Cái là đó là hiện thân nào thì hiện cái mắt đó là không. Chúng sinh cầu thân nào hiện thân ấy, hiểu không? Cho nên là cô lại cô chiều nay cô ra cô nhìn Quan Âm Bồ Tát, cô nói con bạch với Quan Âm Bồ Tát, ngài là mẹ hiền Quán Âm, cho nên Việt Nam hát cái bài mẹ hiền Quán Thế Âm thì cô về chế cái bài đó ra cha hiền Quán Thế Âm thì được đâu, bài nói gì cô đâu. Thế không, thế là cô muốn mẹ thì hiện ra mẹ, cô muốn cha thì hiện ra cha. Rồi thì mời chú. Nam mô Thích Thiện Xuân Bồ Tát. Kính thưa thầy, thầy có giảng về Phật tánh, con xin hỏi là Phật tánh và tánh biết có gì khác biệt không? Phật tánh và tánh biết có gì khác biệt không? Rồi cho một tràng pháo tay hay quá luôn. Rồi bây giờ nói cái chữ tánh thì bên đây á mình gọi là Phật. Bên đây mình gọi là Phật, Phật tánh. Còn bên đây mình gọi là tánh biết. Phải không nè? Bên đây là Phật tánh nè, đúng không? Còn cái này là tánh biết nè, có phải không nè? Mà nãy thầy có nói chữ giác ngộ rồi đúng không? Chữ giác á là nó nằm bên bờ bên này nè. Còn chữ ngộ á nó nằm cái bờ bên này nè. Mà bờ bên này á là cái bờ mê, còn cái bờ này á là bờ giác. Cái bờ bên này là bờ giác là đã đối lập với chữ mê, nhưng mà bờ giác, cái chữ giác của bên này là chữ giác ngộ, mà ngộ là rõ được Phật tánh, còn giác là chỉ mới biết mình có tánh Phật. Dễ hiểu không này? Thầy viết ra giải thích nó mới dễ hiểu chứ còn không biết này. Có nghĩa là giác là mình mới biết mình có tánh Phật, còn ngộ là mình thấy được Phật tánh của mình có Phật tánh, nhưng mà giác là mình mới có biết thôi, mà mình biết mình có tánh Phật. Nhưng mà khi ngộ được cái Phật tánh này nè thì Đức Phật ra đời để chỉ cho Phật tánh này.
Phật tánh này là gì? Phật tánh này là cực lạc. Chú biết là chú biết mình có Phật tánh rồi thì bắt đầu chú tích lũy phần trăm của sự an lạc. Mà an lạc là gì? An lạc là gì? Tùy sở trụ xứ thường an lạc là không gian nào, không gian nào, thời gian nào, không gian và thời gian, rồi đối tượng, sự nè, sự vật hiện tượng nào, lúc nào, ở đâu, chú cũng có niết bàn. Thì cái này là chúng ta tích lũy từ 1% cho đến 100%, mà 100% nghĩa là cực lạc. Này là phần chứng niết bàn. Bây giờ chú đang ngồi đây, chú có an lạc không? Có an lạc. Rác chú ra xe, chú chạy trên đường, có an lạc không? An lạc. Rồi dê. Chú không biết ai biết. Mình tu cho mình chứ không phải tu dùng thầy. Nên là mình biết là mọi lúc mọi nơi mình đều an lạc, như vậy là niết bàn. Mình tích lũy như vậy, mình cái đó gọi là tu á. Tu có nghĩa là đi tìm an lạc. Này là cả đời của mình tu là chỉ mong được an lạc. Tôi gặp sư cô, cái sư cô không biết bả ghét cái người nào á, các bạn nói thầy á, bữa đó tôi thấy thầy chụp hình như nhỏ đó nha, thầy á, thì tôi mỉm cười đó, tại nhỏ đó mà tôi bị lây. Nghe là ghét người, ghét cả tâm chi họ hàng, quý vị ghét nhỏ đó tôi chửi thầy luôn. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà cái người A với người B mà hai người mâu thuẫn với nhau, mà cái người B lợi thầy nói chuyện với thầy mà cười nói là thế nào người A cũng ghét luôn thầy. Cái này là cái bị lây. Cho nên trong cuộc đời mình hiểu như ta vậy, cho nên mình tu là gì? Tu là mình tích lũy cái an lạc. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, không gian nào, thời gian nào, đối tượng nào, ở đâu, mình cũng đều có được cái sự an lạc niết bàn. Như vậy Phật tánh là cực lạc. Vậy cực lạc là kho báu, cho nên ở cảnh giới cực lạc, lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, ở trên đó nó tuyệt vời được, nó là đẹp, mà gọi là đẹp lắm, không còn chỗ nào khen nữa. Mà nếu mình còn khen á, mình còn nói mình còn khen đẹp thì có nghĩa là còn chơi không? Còn chơi. Mà bởi vì còn khen cho nên nó còn chơi, thì như vậy thì cái kho báu này nè là cái kho báu vô sanh, có nghĩa là nó không còn sanh diệt, nó không còn khen chơi. Cho nên bây giờ Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc là ở đó có ao thất bảo, có lưu ly pha lê này kia, là bởi vì cái đó là ta tạm liệt kê ra, nhưng mà thực sự đó là cõi không có sanh gì, muốn ăn có ăn. Vậy thì chúng ta chỉ cần khởi ra một duyên thôi, là chúng ta theo cái duyên đó, gọi là trùng trùng duyên khởi. Nghe nói là chư Phật và Bồ Tát là sáng lấy cái lẵng hứng đầy các hoa bầu nhiệm đem đi cúng dường chư Phật khắp mười phương, rồi còn kịp trở về ăn cơm và đi kinh hành, thì một ngày một đêm ở cảnh giới Tây Phương là bao lâu? Mà sáng vẫn có sáng lắm, lấy lẵng hứng đầy các hoa rồi đi cúng dường, rồi bắt đầu trưa là về kịp ăn cơm và đi kinh hành. Thì chúng ta nghe cái chữ đó là thôi thì chúng ta hiểu vậy đi, chứ đã cảnh giới vô sanh sao có sáng có trưa, đã vô sanh sao có sáng có trưa, mà có sáng có trưa thì còn sanh còn diệt không, còn tối còn sáng không, còn ngày còn đêm, thì còn ngày còn đêm là còn sự xúc, còn sự tác động, mà còn xúc còn tác động thì còn vô thường không? Còn. Mà vô thường sao nói vô sanh? Vô thường bằng với khổ. Vô thường bằng với khổ. Cái gì vô thường cái đó khổ. Cho nên tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Đấy. Tới đây hiểu chưa? Hiểu cơ. Chú có hiểu chưa chứ? Cái chữ chưa biết, cái chữ hiểu Phật tánh đi chưa biết không? Như vậy thì mình biết nó chỉ là mới có giác ta biết thôi. Mình biết nó vô thường, mình biết mình có Phật tánh nhưng mà chưa thành Phật. Mình biết rõ nó như vậy nhưng mình ra không khỏi, cho nên mình vẫn còn ở trong bờ mê. Biết chứ không anh biết? Chú biết trước sau mình chết không? Biết, nhưng mà chú không biết, mình sống hoài. Ai ở đây mình cũng biết là trước sau mình cũng chết đúng không? Nhưng mà có nghĩ rằng là nó chết không? Cho nên còn mê. Mê tiền.
mê giàu, ham vui. Vậy thì cái bờ mê đó có nghĩa là còn vọng tưởng điên rồi. Còn khi nào mình đến bờ giác là còn vọng không? Không, trơn rồi, ngộ ra rồi. Mà ngộ ra rồi thì còn buồn với vui nữa không? Đó, cho nên ai còn ở bên Mỹ mà còn nói chú buồn quá thầy ơi là biết là mê dữ rồi. Qua tới Tây rồi mà còn mê dữ vậy? Không thấy mấy thằng Tây nó bự thôi. Nghe cái chữ Tây Phương là mình nghe một cái gì đó là chẳng qua Tây Phương là phương Tây đó. Nhưng mà mượn cái chữ Tây Phương để nói cõi lòng của mình. Rồi thì nhắc lại một điều nữa thôi, hết giờ nha, về ngủ nha. Rồi, xin mời chị. Vô sanh với vô sanh nhẫn khác nhau chỗ nào? Rồi, vô sanh với vô sanh nhẫn thì chữ vô sanh ở đây lặp lại vô sanh nhẫn, có nghĩa là cái này là nhẫn ba la mật, cái chữ vô sanh này nó biến thành ba la mật, có nghĩa là vô sanh có nghĩa là không sanh, là cảnh giới cực lạc rồi đó. Cảnh giới vô sanh là cảnh giới của bậc a la hán. A la hán có một cái thiền định gọi là diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định có nghĩa là vào trong cái thiền định là diệt cả thọ và tưởng này, thì cái thiền định này đó. Hay là chúng ta nghe trong cái lục thông thì bậc a la hán vô sanh, chẳng biết được là nè, ngài đạt được cái thông thứ sáu là cái gì? Lậu tận thông. Lậu tận là còn lậu nữa không? Hết. Mà lậu tận thông nó mới chuyển qua lậu tận minh. Cho nên chúng ta nghe cái chữ thông minh là biết nó từ thông chuyển qua minh. Mà thông là lục thông, còn minh thì có tam minh thôi. Sáu thông là chỉ có ba minh thôi. Giống như là 12 con giáp mà chỉ có lục giáp thôi. 12 con giáp nhưng mà chỉ có lục giáp, có nghĩa là chỉ có giáp tý mà không có giáp sửu. Hồi nào giờ quý vị nghe ai sanh năm giáp sửu chưa? Sao im ru vậy ta? Không lẽ có người nào tên sanh ra tuổi giáp sửu? Có ai giáp mão không? Không, thì chính là chỉ có giáp tý, giáp dần, giáp thìn, giáp ngọ, giáp thân, giáp tuất, chỉ có 16 con giáp thôi, cho nên tôi gọi là lục hoa giáp. Chứ không phải là giáp sửu. Rồi giáp mão. Không có giáp sửu, không có giáp mão, không có giáp tỵ, rồi không có giáp mùi, không có giáp dậu và không có giáp hợi. Sáu cái con này là nó không có giáp, mà nó chỉ có giáp tý, giáp dần, giáp thìn, giáp ngọ, giáp thân, giáp tuất. Như vậy thì cái lậu tận nó cũng vậy, có sáu cái thông, có sáu cái thông nhưng mà chuyển qua minh nó chỉ có ba cái minh thôi: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thì bây giờ ba la mật nó gọi là cái vô sanh này nó gọi là nhẫn, mà nhẫn ba la mật cho nên gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là cái người này ta tu cái pháp môn này nè, gọi là một là tất cả là một, chỉ tu nhẫn thôi chứ không cần tu gì hết. Bây giờ quý vị chỉ chịu đựng thôi thì biến cái Đà Lạt thành cực lạc. Người nào cũng chịu đựng hết á, thân quý vị trở thành kim cang. Tới đây hiểu chưa nè? Hiểu rồi ha. Rồi nói một cái nữa suy nghĩ nha. Đúng rồi. 3:30 hả? Rồi, bây giờ thưa quý Phật tử, đây là mặt trời nha. Còn đây là cái quả địa cầu. Còn mặt trăng là thầy. Rồi, thầy lấy thầy là mặt trời đi. Cái này là cái quả gì? Cho cái này là mặt trăng đi, này tròn mặt trăng, này trái đất, vì trái đất nó có quay. Bây giờ có phải là mặt trăng nó quay quanh mặt trời 30 ngày không quý vị? Ủa, mặt trăng nó quay quanh trái đất 30 ngày, là một tháng 30 ngày. Mà phụ nữ là mặt trăng, người phụ nữ thay đổi 30 ngày. Ngày này là trời trắng nè, ngày này đen thui. Phụ nữ có gì không? Ngày này là đẹp như mặt trăng,
Hàng này là đẹp, đẹp như mặt trăng. Quay tới đây rồi đen thui. 30 rồi quay qua đây lưỡi liền, tại vì mình ở đây nè, mình ở trên cái đất nè, mình ở trên cái đất mà mặt trăng mà nó ngay chỗ mình thì rất là ngày rằm. Mặt trăng mà nó quay ngay chỗ mình là rằm, mà nó quay khuất mình thì nó 30 vậy thôi, được chưa? Mặt trăng á nó quay quanh cái quả địa cầu 30 ngày, có khi nó quay 29. Nên là đưa cái tay lên là đủ là thiếu, là đủ là thiếu. Hồi xưa thầy cái biết vậy đó, tháng này đủ phải không, tháng sau thiếu đó, vậy đó, cứ tháng đủ tháng thiếu. Hồi xưa dạy vậy thì cũng biết, nhưng mà xét lại thì thấy nó đúng, cứ tháng đủ tháng thiếu. Còn ai ở đây là sanh ngày 29 tháng 2 tây, để năm nay làm sinh nhật ngày 29 tháng 2 tây, có 4 năm làm sinh nhật một lần, là năm nào nhuận nó mới có sinh nhật, còn không có năm nhuận là không có sinh nhật. Nha quý vị chưa để ý nha. Bây giờ cái trái đất này nè, cái trái đất này nó quay quanh cái mặt trời 365 ngày 6 giờ, được chưa nè? Đây là trái đất nè, hay là mặt trời nè, nó quay quanh 365 ngày 6 giờ, nó có dương 6 giờ nữa đó nha. Rồi bây giờ ta là cái quay này nè, là mình nè, mình là cái quay. Bây giờ mình quay, bởi vì nó đâu thấy mặt trời, ta không thấy mặt trời đúng không? Ta quay tới đây thì ta thấy mặt trời, cho nên là ta mọc hay mặt trời mọc? Nói đi, ta mọc hay mặt trời mọc? Mặt trời mọc. Cho một tràng vỗ tay. Nói sai mà nói dai. Mặt trời có mọc có lặn không? Không. Trái đất nó quay quanh trục của nó, mới nói cái rột. Tức cái gì đâu á. Sao? Không phải mọc, không phải lặn. Thì bây giờ ta đã quen nói cái chỗ lặn với mọc rồi. Thôi thì bây giờ mình cứ dùng cái từ lặn với mọc đi. Bây giờ mình thấy mặt trời là mình mọc. Rồi tới cái này là giữa trưa, là mình giữa trưa, là mình đứng bóng hay là mặt trời đứng bóng? Mình đứng bóng. Nói gì nói mặt trời hoài thế là mẫu. Đó là mình thẳng với mặt trời, mình trái đất với mặt trời, mình ở phía giữa, gọi là thiên nhân địa, đúng không? Thiên nhân địa hay là địa nhân thiên. Thì bây giờ đó là chúng ta là cái quay nè, rồi bắt đầu chúng ta quay qua đây là xế nè, quay qua đây là chiều nè, quay qua đây là tối nè, quay qua đây là nửa đêm. Vậy là chúng ta bị cái trái đất này nó che, cho nên ta bị nửa đêm, ta bị tối. Vậy là ta lặn, rồi bắt đầu ta mọc, rồi cứ ta lặn ta mọc, ta cứ xây như vậy trong 365 ngày, là chúng ta quay lại vị trí cũ là một năm. Tới đây Phật tử có ai thắc mắc gì không? Không, cho rằng có ta duyên. Vậy giờ thầy hỏi Phật tử nè, khi sáng sớm mình thấy mặt trời, mình cho rằng mặt trời là phương đông, chiều nó quay qua đây mình thấy mặt trời mình cho là phương tây, vậy có đông có tây không? Có không? Thôi cô có, thôi tôi nghĩ đông tây là của cái quả địa cầu này, chứ không phải đông tây là do mặt trời. Cái mặt trời có mặt trời đứng yên, mặt trời là định tinh của một hệ mặt trời, cho nên mặt trời không hề có nhúc nhích giữa cái trái đất nó quay quanh, được chưa? Không hiểu thì thôi luôn chứ này trên đất nó như vậy đi. Như vậy thì mình suy nghĩ là cái trái đất này nó quay quanh mặt trời 365 ngày, nó về vị trí cũ. Rồi hết xuân tới hạ, hạ tới thu, thu tới đông. Như vậy thì nó quay một vòng, nó về vị trí cũ. Là trái đất nó quay chúng ta, và chúng ta bị dính trên cái quả địa cầu này do lực hút của trái đất ở đây. Đồng ý không nè? Cho nên Đức Phật mượn cái phương tiện là nói mặt trời mọc là phương đông. Từ đây đi qua phương đông á, là có Đức Phật Dược Sư.
rồi bắt đầu quay một vòng tới chiều, cái nói từ đây đi qua phương Tây có Đức Phật A Di Đà. Vậy Đức Phật A Di Đà với Đức Phật được sư ở chung hay ở riêng? Ở riêng. Phật tử, thầy nói vậy có hiểu không? Thầy không hiểu rồi thôi thầy bó tay cho chúng con. Bởi vì mà không hiểu thì không nói được. Vậy thì bây giờ mà nhìn vào mặt trời thì phương Đông và phương Tây là một. Nhưng mà bây giờ chúng ta xoay vòng, cho nên mặt trời được xem như là trung tâm của hệ mặt trời, trung tâm của cái vũ trụ. Nhưng mà vũ trụ nó không phải là một hệ mặt trời, mà nó có rất nhiều hệ mặt trời. Được chưa nè? Không phải một mặt trời, mà nó có rất nhiều hệ mặt trời. Có nghĩa là mỗi hệ mặt trời như vậy nó tạo nên một cái dải ngân hà xung quanh nó theo quỹ đạo của nó. Đây, cô hiểu không? Còn cô không hiểu là tôi tạo đầu đi tu luôn á. Như vậy là chúng ta hiểu là Đức Phật dùng cái phương tiện là chỉ phương Đông có Đức Phật Dược Sư, chỉ phương Tây có Đức Phật A Di Đà. Nhưng khi mình hiểu biết thì phương Đông phương Tây chỉ là một phương, cho nên cực lạc nó là ở tâm của mình chứ không phải là ở phương Đông. Ở phương Tây là quay về hướng mặt trời lặn mà lại. Tại vì quay hướng mặt trời lặn lại thì thôi tôi quay hướng mặt trời mọc tôi lại cũng ngay chóc à. Tại vì có một mặt trời chứ không phải sáng tôi mặt chịu mặt. Mặt trời đứng yên như này là tôi nhắm về phương Đông hay phương Tây tôi lại cũng y chang. Nhưng mà cái lại mà chúng ta phải hiểu đó là chúng ta lại nghe cái chân tâm Phật tánh của mình. Mình là Phật chứ không phải mình lại ông Phật ở phương Đông hay phương Tây. Cho nên mình niệm để vãng sanh là vãng sanh là đâu? Là vãng sanh là mình thấy được tự tánh Di Đà của mình. Cái tự tánh vô sanh của mình chính là mình vãng sanh về cực lạc của chính mình. Vậy thì Tây Phương nó nằm ở trong tâm của mình chứ không phải Tây Phương nó nằm ở từ đây đi qua phương Tây bao nhiêu cõi, lúc đó bà chiếu đi kiếm phương Tây không nè. Cho nên Cố Hòa Thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh ngài nói vậy nè: con đường đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Như vậy hạnh phúc ở đâu? Con đường đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Vậy thì bất cứ ở nơi nào dưới chân mình là hạnh phúc như đó. Vậy mình tìm ra dấu chân trâu chưa? Là con trâu này nè. Con trâu này đi tới đâu thì mình tìm ra cái dấu thằng này mình nó có tìm. Mình không có nhìn lại cái dấu mình, mà mình cứ đi tới, mình đi tìm, mà tìm có ra không? Tại vì mình cởi trâu cho nên mình biết mấy trâu khác, trâu cởi quên. Phần lớn là mình biết người khác mà mình không biết mình. Như vậy mình tu là mình biết mình hay biết người khác? Rồi, mình biết mình là giờ hết giờ rồi. Khi mình biết được mình là hết giờ rồi. Rồi còn ai muốn hỏi nữa? Rồi mời rồi. Đúng, có màu càng vớt nè. Bây giờ chúng ta có hiểu là cái quả địa cầu này nè, cái quả địa cầu này nè, nó có cái hướng đông của nó, hướng tây của nó, hướng nam của nó, hướng bắc của nó, có không? Của cái quả địa cầu này nè, ta đứng ngay chỗ này nè, ta đứng ngay chỗ này thì đông tây nam bắc là của mình. Đông Tây Nam Bắc là của mình, cho nên mình xây cái nhà ở trên đây thì mình phải coi hướng Đông Tây Nam Bắc của mình. Mình sanh vào cái tuổi gì? Ông cô nói tuổi tôi coi. Tuổi con heo. Con heo không có tuổi mà chỉ có tuổi hợi. Con heo có tuổi không quý vị? Con heo chứ có tuổi. Cho nên là ngày xưa mình nói tuổi hợi là tuổi con heo, chứ còn thật sự ra là cái tuổi là người ta mặc định theo cái tuổi hợi. Bây giờ nếu cô là tuổi hợi thì để tôi coi cô năm nay bao nhiêu tuổi. Nếu sau 1, sau 2, sau 3, sau 4, sau 5. Nếu mà tuổi hợi là 65, còn nếu không thì 73, 74, 75, 76, 77. Vậy là cô 77 hay 65? 77, trong một càng có tay 77.
tuổi Hợi là 77, 77, 78, 77, 78, 79, 50, Giáp, Ất, Bính, Đinh Hợi. Trời, quý vị tại sao thầy biết Đinh Hợi không? Biết không? Thì đó hồi nãy thầy tính rồi đó, tuổi Hợi nó nằm ngay chỗ này nè, tuổi Hợi nằm ngay chỗ này nè. Mà bây giờ mình biết là mình biết ngay chỗ này nè, bắt đầu từ đây là năm nay nó Mão nè. Mà năm nay nó Mão nè, cứ hỏi ai sinh ra năm nay là 1 tuổi 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. Thì bây giờ mà cổ tuổi Hợi ngay chỗ này, cho nên mình nhìn cái kiểu này là nó ra là 6 mấy, 7 mấy chứ chưa tới 8 mấy đâu, vì nói tay chưa có rung. Bây giờ mình bấm ngay này 61 phải không? 61, 62, 63, 64, 65 là tới tuổi Hợi. Mà cổ nói cổ lớn hơn thì bắt đầu đếm 73, 74, 75, 76, 77. Mà 77 là tuổi Hợi thì mình biết bây giờ cái gì Hợi thì bắt đầu đếm tới nữa. 78, 79, 80. Năm nay tại sao thầy đếm tới 80? Vì năm nay con giáp nó nằm số 8, số 0. Có phải không cô? Con biết không? Thôi vậy cô nói cô sanh năm mấy đi cho chắc ăn. Thì cô nói tôi tuổi Đinh Hợi rồi, nhưng ý thầy muốn nói ở đây là thầy hướng dẫn quý vị để quý vị mai mốt quý vị biết luôn, dạy phong thủy luôn cái coi. Không dạy phong thủy chúng là thầy bói. Số 0 á là nó là canh, ai sanh cái năm nào mà rơi vào số 0, giả sử như 1910, 1920, 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 đều là canh không canh. Ai rơi vào con số không là canh, là canh cô mồ quả. Một là canh rồi thì nó phải tới tâm. Hai là nhâm. Ba là quý. Bốn là giáp. Năm là ất. Sáu là bính. Bảy là đinh. 8 là mậu. Mậu mình viết mẫu. Mậu. 9 là kỷ. Thấy chưa? Vậy thì bà cụ rơi vào chữ đinh là năm 1947. Ra liền đó. Cái nghề của chàng. Được không? Vì thấy không là tiền đã ra liền, ra năm sinh, ra tuổi luôn. Mà chỉ cần nói tuổi heo chứ không nói tuổi Hợi nữa, tôi biết tuổi Hợi. Bây giờ, tôi tìm ra ngũ hành trong cái chữ này luôn. Đinh là hành hỏa, là bản thân của cổ là rất là nhanh nhẹn, cái tính năng nó nóng, nó nhanh nhẹn hơn người khác, ai chậm chậm bực mình lắm. Hợi á, là thủy, cho nên là bản thân của người này nè, can chi này nè, nó sanh ra một cặp phạm trù mâu thuẫn, cho nên là thường hay bốc đồng, không đồng ý với chính mình, chứ đừng nói người ngoài, cho nên cô đừng nói, cô nói tiếng trước tiếng sau, cô chừng mâu thuẫn xảy ra. Mà do con giáp á, là con giáp thân, cho nên phải học cái bài kệ, ha. Dần thân hán địa tiêu xài thấp, cho nên dần thân này hán là địa này thì biết là địa mạng thổ. Bây giờ là địa gì, nó có bao nhiêu loại địa thì mình phải học cái bài kệ 6 câu. Nhất thử hãy lưu lanh lộ kiếm nhị quyển đầu gian thành lập dương tam hầu tùy ốc lực tầm đường. Thì cái này là tiền này, ốc này là ốc thượng thổ, thấy không? Cái này vô ha, ốc thượng thổ. Thổ nhưng mà thổ gì chứ? Chứ không phải là đại trạch thổ mà là ốc thượng thổ. Đó là đó cái ốc con dò dò đất mà con dò dò nó lấy rồi nó đem lên đó, nó là thổ. Cái này là làm thuốc được. Nướng ra làm thuốc, uống sốt rét. Như vậy á, nè là đinh á, là hỏa, mà chi á, là hợi là thủy, mà nạp âm á, là mạng á, là thổ, dẫn đến là hỏa này nó sanh
ra thổ, cho nên là cái người này xét thấy cuộc đời bình yên. Nó mâu thuẫn nhưng mà trở về với chính mình thì là bình yên. Đó. Cho nên người này đó là có thể là thọ mạng. Tốt. Cái tuổi này nó giúp cho mình cái thọ mạng tốt. Nhưng mà cái anh thủy này nè, cái anh này nè, anh lại mâu thuẫn với cái anh can này, với anh mâu thuẫn luôn cái anh này. Tại vì cái anh thủy này nè là anh cắt với anh này mà anh cũng bất ổn với anh này. Đó. Cho nên là về cái chỗ này nè, là bà ở đâu bà cũng thấy nó khổ. Người này thích đi chỗ này ở, thích đi chỗ kia ở, thích đi chỗ nọ ở, biểu ở một chỗ cũng ít muốn ở. Đó là cái tính phiêu lưu, dế mèn phiêu lưu ký. Do cái tính bất ổn cho nên là cái người này phải người nào mạng căn lớn hơn nó mới nghe, chứ không phải dễ nghe. Nghe gì? Hồi nãy hỏi mình mọc hay mặt trời mọc? Mặt trời mọc nhưng mình nói tương đối nghe rồi sao? Thôi, bỏ cái đoạn đó đi. Nhưng mà quý vị hiểu cái chỗ này, cho mai mốt mà lấy năm xanh mà nó ra cái có nhiều người chỉ biết cái tên, chỉ biết cái tuổi thôi mà không biết cái năm xanh. Mà không biết cái này là cái gì. Cho nên là thầy học cái bản này, ghi lại cái bản này là học thuộc luôn. Rất dễ, chỉ học một cái thôi. Học thuộc cái giá đất binh một chỉ cái tên nhân quý, mà học thuộc cái này là học chỉ con số 0, nó năm nay là canh, chứ không là canh được. Với lại cái tuổi của mình là mình biết rồi chứ gì. Quý vị sinh năm mấy rồi, quý vị vô đây giả sử như là năm 1961 là ra số 1 là tâm gì đó, đúng không? Bây giờ thầy lấy từ năm 70 trở lên đi. Cái gần bà con gần gũi dưới này là năm 70. Năm 70 là canh túc. 71 là tân hợi, 72 là nhâm tý, 73 là quý sửu, 74 là giáp dần, 75 là ất mão, 76 là bính đinh, bính thìn, 77 là đinh tỵ, 78 là mậu ngọ, 79 là tỷ mùi, 80 là canh thân. Thấy chưa? Thầy nói cái nhóm từ 70 tới 80 chứ mình nói vậy lạnh ra. Phật tử thấy có hợp lý không? Mấy cái tuổi của mình mà. Ai muốn học đăng ký. Quý vị thấy cũng bỏ mối đàng hoàng, biết đâu phải mất mối. Rồi giờ không ai hỏi gì nữa, thôi mình về nha. Trời giá cả. Ô bằng ngàn giá cả, cái này không có tiền quên. Chỉ đăng ký học mà có tiền. Ngày xưa đó mình cái môn này nhiều người mê tín, chứ giờ thầy dạy chứ thầy có coi. Vì á mình coi nó hạnh phúc thì nó đi mất tiêu. Nó không hạnh phúc mà gia đình nó lụt lụt cho nó chửi tại ông thầy coi. Cho nên đứa nào mày tới tôi coi dạy, tôi nói mày tới đây tao dạy chứ. Rồi tự mày coi đi cho các anh. Rồi mày muốn cưới hay không đó do mày. Thế mày đừng có đổ thừa tao. Tao chỉ cho coi. Mình đi coi cho nó là sao, còn cái đó nó hạnh phúc rồi nó đâu nói tới mặt mình đâu. Nó hạnh phúc nó chở ra đi chơi ở đâu không á. Tới chừng hai đứa nó gây lộn nó nói thầy xương câu thôi mình nghĩ không. Tôi có đồng ý với thầy không? Cho nên là dạy nó luôn. Cô cạo tóc làm sao cầm đầu. Tuổi hồng kêu cầm này. Lo lại cho xối chán này. Khi mình có cái tâm hướng Phật rồi đó, và mình không có khái niệm là ai như thế nào, mà khi mình có cái tâm hướng Phật thì mọi người đều có thể hòa hợp với nhau, nó hạnh phúc lắm, nó vui lắm, đi tới đâu nó vui lắm. Còn cái tâm mình chống bán thì người này đúng, người kia sai, đúng sai nó mệt lắm. Trong cuộc đời này đúng sai để cho nhân quả ta lo, còn mình chỉ lo yêu thương với nhau trong tinh thần của nhà Phật. Nam mô thường hết rồi Bồ Tát. Con làm được tập đi rồi, con rung nó xin phục. Bạch trên thần tòa nhãn sư. Hôm nay
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con là ni chúng và đạo tràng Phật tử tại tu viện Huyền Quang rất là tri ân trên thầy đã từ bi hoan hỷ về đây. Thầy không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự của thầy rất nhiều, nhưng vì tiền đồ của Phật pháp, thầy đã từ bi về đây để ban bổ cho chúng con không những một thời pháp mà hai thời. Giờ này quỳ trước ngôi Tam Bảo và trước thầy, tất cả đệ tử chúng con xin thành tâm tri ân và nhớ ơn những lời thầy chỉ dạy, để cho chúng con lấy những lời giáo huấn của thầy để về làm hành trang cho sự tu tập, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người đều được bình an và hạnh phúc. Giờ này quỳ trước hiện tiền của thầy, chúng con xin thành tâm tri ân và xin cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì cùng chư tôn đức ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử, như lời chư Phật chư Tổ đã dạy, tài pháp hai món thí bình đẳng không sai khác, bố thí ba la mật là đầy đủ tràn trề. Xin hoan hỷ hướng về ba ngôi Tam Bảo, phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh nạp thọ và cầu nguyện cho chánh pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Và thầy xin hoan hỷ nhận tấm lòng và hướng về Tam Bảo cúng dường để công tác Phật sự của thầy được thành tựu viên mãn. Thầy cũng hồi hướng công đức phước lành này, cầu nguyện cho ni sư chư tôn đức ni pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, tinh tấn tu tập để luôn là người đều lái con thuyền tu viện Huyền Quang, đưa cho Phật tử đến bờ an vui giải thoát đúng chánh pháp. Và hồi hướng công đức quý Phật tử phát tâm cúng dường, bao nhiêu công đức quý vị ghi tạo được, thầy xin hướng về vô thượng Bồ Đề làm mọi công tác Phật sự, hồi hướng cho quý vị từ hiện tiền tăng phước, tăng thọ, ít bệnh, ít não, hạnh phúc an vui trong cuộc sống và thành tựu được ý nguyện của mình. Khi thanh quả mang chung, nhờ công đức tu tập và tạo y báo mà được sanh về cõi Phật, hồi hướng công đức phước duyên này đến cho cha mẹ của quyền thất tổ của tất cả chúng ta, đều nương nhờ công đức của Tam Bảo mà nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sanh về cõi Phật. Lễ nghi như pháp như luật, chư tôn đức ni cùng Phật tử hướng về ba ngôi Tam Bảo với lòng chí thành, Tam Bảo chứng minh cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Na Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên là thầy đã từ bi chứng minh, chúng con xin thành tâm đi đầu đảnh lễ và cầu nguyện cho thầy luôn luôn được sức khỏe, Phật sự hanh thông. Nếu còn duyên sau này, con xin cung thỉnh thầy về, có duyên được gặp lại tại Huyền Quang, con xin thỉnh thầy về đây để ban bổ cho tất cả chúng con những lời pháp nhũ. Xin thầy luôn luôn hoan hỷ và từ bi hứa khả. Nam mô hoan hỷ tạm Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Thỉnh chư tôn đức khởi thân, mời đạo tràng khởi thân đứng dậy hồi hướng.